Quẩy Guru, thế giới diệu kỳ. Chuyện ma đi đêm. Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn, ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông siêu vẹo, lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát làm nhảm. Tình cờ thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy, cầm nhánh cây viết xuống đất. Ông ta bước lại gần và hỏi: con bé kia, làm gì ban đêm, con gái con đứa, ra đây ngồi đấy hả? Cô bé ấy ngước nhìn lên ông, miệng nở nụ cười khó hiểu, trong khi đôi mắt đang ngập đầy nước mắt. Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt cũng rất đen. Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người. Cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi. Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà, nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải cành cây dưới đất té xuống. Không may đầu trúng ngay cục đá tảng, chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên, trông qua như một cái huyệt chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, không một bóng người qua lại, vang lên giọng nói sợt người của cô bé cùng giọng nói bí hiểm: cuối cùng cũng xong rồi. Nhớ bấm like, subscribe kênh để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn cùng Quậy Guru nha. Quậy Guru hẹn gặp lại các bạn.